bị hết rồi đúng không? Thầy có biết không? Đêm qua tụi nó hại tôi, cả đêm tôi nằm trong bệnh viện. Sao? Tụi nó hại tôi mà giờ thầy nói không sao, không cần. Sao được thầy? Đêm qua tôi. Dạ thôi được. Dạ được. Thầy làm hiệu trưởng mà muốn gì cũng được. Thôi được rồi, không cần phải giết nữa. Hú cái gì, tiếp tục hại tôi đúng không? Em muốn hại tôi nữa đúng không? Xét thấy cái việc tối đêm qua cũng không có nặng nề cho lắm, cho nên khỏi cần phải giết bằng kiểm điểm. Tôi chết có thể miễn, nhưng tôi sống thì khó tha. Cho nên tôi yêu cầu tất cả các bạn khi tham gia những tiết mục từ bóng rổ cho đến song ca, cho đến top ca, mỗi nhóm phải giành được giải thưởng. Trời ơi thầy, sao mà lại thưởng được thầy? Cái gì sao vậy? Mà khó được hả? Thì đúng rồi, sao mà cái vụ nó sao mà ra được tất cả mọi người. Thầy, em xin hứa tất cả các tiết mục của lớp em sẽ đều nhận giải. Sao mà được? Khó khăn lắm em mới xin được thầy hiệu trưởng đó, chứ không thôi là tiêu hết cả đám rồi. Nhưng mà cái chuyện mà giải nào cũng có là không thể được. Bây giờ mình cũng chết, mà mình không cũng chết. Thôi thì bây giờ mình cứ lo thi đi, việc đó để em lo cho. Yeah, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh channel YouTube của Trần Hồng Phi. Và ngày hôm nay Trần Hồng Phi trong cái buổi livestream này thì Phi xin được giới thiệu với tất cả mọi người cái không khí official, không khí phía sau hậu trường của cái chương trình mà sắp diễn ra sau đây. Yeah, chúng ta có gì nào? Các bạn chờ nha. Đây chính là một hot girl mà có lẽ như trường chúng ta ai cũng quen thuộc. Đó chính là Hoàng Oanh. Chào khán giả đi, Hello. Xin chào mọi người, mình là Hoàng Oanh, lớp trưởng lớp MKT8. Yeah. Ngoài Hoàng Oanh ra thì lớp MKT8 của tôi còn rất nhiều các bạn nữ xinh đẹp. Một trong số những bạn nữ đó là ai? Là ai thưa các bạn? Đây, hai bạn nữ xinh đẹp của lớp chúng ta. Hello mọi người. Thì mình mặc đồ Ấn Độ thì mình có thể nào mình chào khán giả bằng tiếng Ấn Độ được không? Tụi đâu biết nói tiếng Ấn Độ đâu, tụi chỉ biết múa Ấn Độ thôi à. Vậy thì không biết hai bạn có thể nào mà múa Ấn Độ cho các bạn khán giả đây coi được không ạ? Đâu có được, cái này là mình phải giữ bí mật tới lúc thi chứ. Đúng vậy, mình phải giữ bí mật tới lúc thi. Hello cả nhà yêu của em. Trời ơi, tự nhiên bây giờ em cảm thấy hồi hộp quá à. Mọi người hãy nhấn thả tim cho em nha. Với lại mọi người nhớ ủng hộ MKT8, để hôm nay MKT8 sẽ giành giải nhất. Yeah, MKT8 sẽ giành giải nhất nha các bạn. Ok, bên cạnh đó chúng ta còn các bạn nữ áo vàng vô cùng xinh đẹp. Phi cũng xin nhắc nhở với tất cả các bạn một điều, đó chính là lớp MKT8 ngoài những bạn nữ xinh đẹp ra thì còn có những bạn nam vô cùng điển trai, vô cùng tài năng và xuất sắc. Điển hình đó là ai? Đó là hot boy của làng giải trí âm nhạc, đó chính là Sang Tóc Vàng. Thôi được rồi, tôi đang run lắm, bây giờ chỉ muốn ra sân khấu ngay thôi. Rung. Thôi được rồi, Lĩnh, đi chỗ khác đi. Ôi, tao tên Phi mà mày lộn qua Lĩnh luôn rồi ba. Rung gì rung dữ vậy? Thôi, Sang đang rung quá các bạn thông cảm nha. Nhắc tới MKT8 thì không thể nào không nhắc tới một cái người mà phải nói là vô cùng quan trọng trong lớp MKT8 của tôi. Đó chính là thầy Khải. Thầy Khải chào khán giả. Thầy Khải, xin chào mọi người, mình tên là Khải, mình 28 tuổi. Và nghề nghiệp mình là thầy mới, giáo. Mới tươi mới lên, thầy nghiêm túc quá thầy. Thả lỏng ra. Thầy không có quyền. Ráng. Bây giờ Sang đang bị rung nè. Bây giờ thầy Khải thử khuyên Sang đi. Sang, thầy đã nói với em với các bạn rồi mà.
có gì mà phải rung hồi hộp. Tụi em đứng trên sân khấu biểu diễn, cứ coi như là gia đình em, gia đình của em đứng ở dưới hả? Giống thầy nè. Đó, các bạn thấy tinh thần lên cả không? Chúng ta phải cố lên, chúng ta phải luôn cố gắng trong tất cả mọi trường hợp. Chúng ta phải vượt khó, chúng ta phải vượt qua mọi gian nan trắc trở để chúng ta vươn lên một tầm cao mới trong cuộc sống. Đó chính là những gì mà thầy Khải đã dạy cho lớp em một cách tay tóc. Còn mấy phút nữa thôi là tới tiết mục của lớp mình rồi đó, nghe chưa? Lẹ lẹ đó, lẹ lẹ đó. Đây còn một người, còn một người vô cùng quan trọng ở trong chương trình này. Đó chính là thầy Hoa Huệ. Huệ gì dẹp đi, chuẩn bị lên sân khấu rồi mà Huệ Huệ gì đi nữa. Dẹp. Chào khán giả, coi đông lắm, khán giả này coi đông lắm. Khán giả này coi trong live stream đông lắm này. Trời, chào tụi chút nha. Kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa bà con cô bác, trong giây phút này nặng nề quá. Mình phải nói xàm xàm lên thì khán giả người ta mới thích. Xàm lên. Tôi thầy giáo tự nhiên kêu tôi xàm xàm là sao? Dẹp, lên sân khấu. Thầy Huệ hơi căng, cho nên là mình thôi bỏ đi ha. Vài phút nữa thôi, vài giây nữa thôi thì chúng ta sẽ lên sân khấu để mà lấy cái giải nhất. Cho nên trong giây phút này, trong giây phút huy hoàng này, trong giây phút hừng hực, trong giây phút khí thế này, khiến cho tôi không còn lời nào để nói nữa rồi. Và ngày hôm nay Phi không còn lời nào để nói nữa. Trong đầu Phi bây giờ chỉ có cái bài hát của cố nhạc sĩ Trần Lập. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Đừng để những ngày vinh quang còn đường chúng ta đã chọn. Yeah. Chúng ta thành công rồi. Mà tôi không ngờ là tiết mục nào của lớp mình cũng được giải hết trơn á. Mặc dù là lỗi quá trời luôn. Ê, mà tôi thấy có gì đó sai sai đấy nha. Sao mà sai được? Tất cả là nhờ vào thần hộ mệnh từ phương xa đó. Ủa? Đi mà ba. Ba đi nước ngoài bỏ con nhờ ba có chút xíu à. Nếu như mà ba không chịu là con bỏ học luôn, con đi qua đó với ba luôn đó. Thiệt không ba? Ba hứa vậy đó nha. Lớp còn là ai cũng phải có giải hết đó. Dạ, cảm ơn ba. Ê, mọi người ơi, tin động trời. Thầy Huệ. Sao? Rủ lớp mình đi ăn mừng chiến thắng. Đi thôi. Quên, tặng em nè. Dạ, em cảm ơn thầy. Nãy trên sân khấu em nhảy đẹp lắm đó. Thầy cũng rất hay lắm rồi. Cảm ơn em. Mình đi ăn nha. Dạ, thầy đi trước đi. Ok. Cô chủ, cô gì? Để ý thầy Khải phải không? Anh nói bạn bạ gì vậy hả? Cô không cần phải giấu, tôi thấy hết á. Sao cô chủ lại lo lắng cho ông thầy đó vậy ta? Trước giờ cô chủ chưa lo lắng cho ai nhiều tới như vậy. Kể cả ông chủ cũng vậy. Rốt cuộc là gì cái gì? Nè, anh không có được ăn nói tầm bậy bạ vậy biết chưa? Lỡ người khác mà nghe được, người ta đồn ầm lên thì sao? Còn cái chuyện tôi thích ai thì có liên quan gì tới anh? Nè, tôi cảnh cáo anh nha. Chuyện riêng tư của tôi, anh mà xen vào nữa hả? Thì tôi mét ba tôi có chuyện, anh bỏ tôi đi. Để tôi bị bắt cóc đó, biết chưa? Ủa, rồi con ly nước ai uống ai nhịn? Cái này mà gọi là khao hả? Tính ra Bảo Anh là người có công nhất luôn á. Nếu mà không có Bảo Anh á, có khi thầy với đám con trai đã bị đình chỉ à. Chứ nói chi mà tới thi thắng, đúng không? Còn vụ của thầy nữa chứ. Thôi,
hai bà đừng có nói nữa. Tôi đang buồn muốn đứt ruột luôn nè. Ê, ông Phi gọi. Tôi có nên nghe không? Thôi thôi. Nghĩ sao cha nội đó gọi 10 lần là hết 10 lần mà mua hàng á. Tào lao lắm. Không cần quan tâm đâu. No. Theo tôi đọc tiểu thuyết đó nha, là trong những cái tình huống tầm thường nó sẽ có những cái sự bất thường. Nên là tôi nghĩ là bà nên nghe đi. Alo. Ủa gì chưa nghe tôi tư vấn mà bắt máy luôn vậy? Cái gì? Bọn con trai với thầy đi bé. Ờ, được rồi. Làm sao? Kiểu gì á? Không thể tin được. Cái đám con trai với thầy đi ba mà không có mặt tụi mình. Trời đất. Vậy là mấy ổng hẹn riêng mà không có tụi mình luôn. Chứ còn gì nữa. Hẹn chi mới cho có đúng ly trà sữa nè. Lúc chiến thắng thì cả lớp, còn bây giờ thì không có mặt tụi mình. Tức thiệt. Vậy mà còn lập group để ăn chơi riêng nữa chứ. Công nhận á, là tức thì tức thiệt. Nhưng mà phần tụi tôi bất công thì ít, nhưng mà phần bà thì nhiều á Oanh. Nghĩ sao, cất công làm quá trời thứ luôn mà giờ vui vẻ lại không có mặt bà. Tôi không thể nào để yên như vậy được. Dạ, cô chủ đi học chưa về. Khi nào cô chủ về thì tôi báo cho anh biết nha. Ông Nguyễn đi công tác có mấy ngày và giao cho anh có một cái việc còn con như vậy. Mà có vẻ như anh cũng không làm được nữa hả? Giờ giấc tới bây giờ anh cũng không biết cô chủ khi nào về là sao? Dạ, thì cô chủ cũng lớn rồi, đâu phải con nít 4-5 tuổi đâu mà mình quản lý từng chút một được. Quan trọng nhất là mình phải đảm bảo cho cô chủ an toàn cho tới khi ông chủ về đây. Tôi tự sắp xếp được, không cần phải phiền tới anh đâu. Thì tôi cũng chỉ muốn nhắc nhẹ anh vậy thôi. Tôi không muốn là có bất kỳ một cái chuyện gì trắc trở xảy đến với lại vợ sắp cưới của tôi. Anh hiểu không? Vợ sắp cưới? Dạ, chuyện nó còn hơi xa. Không cần phải phiền tới anh đâu. Với lại tôi có thể tự sắp xếp được. Nhưng mà anh qua đây đột xuất có chuyện gì không vậy? Thật ra thì cũng không có gì. Chỉ là mẹ tôi ở xa về và muốn được gặp con dâu tương lai ăn bữa tối. Chuyện đó chắc tôi phải thông báo cho ông chủ biết. Anh không cần phải lo chuyện đó chi cho mệt. Tôi đã gọi cho chú Nguyễn rồi. Và chú chỉ tiếc là không có tham dự được bữa tối để hai gia đình gặp nhau thôi. Anh hiểu không? Sắp xếp thì chuyện nhỏ, nhưng mà làm sao để cô chủ chịu gặp anh nó mới là chuyện lớn. Cái đó thì tôi tin chú làm được. Cố gắng sắp xếp nha. Mà bây giờ mình còn không biết cô chủ ở đâu nữa chứ. Không muốn ghê. Ôi Tam Nương ơi, Tam Nương. Ôi đâu Tam Nương, đâu mất tiêu rồi. Trời ơi cha nội này chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng rồi. Ở trong này nè cha nội ơi. Này 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 này. Ôi mệt muốn chết luôn vậy à. Đi ngoài đường nóng muốn chết. Ui đây gì? Hả? Ui gì vậy, qua chỗ khác ngồi đó gì. Gì vậy? Ôi đi qua kia. Ngồi đây chi, đi qua kia. Đi qua kia ngồi. Ngồi đó đi. Chỗ cháu không ngồi, ngồi đây làm gì. Thiệt á chứ. Nè uống nước đi. Ờ diễn đi sợ luôn vậy đó. Nói chung là cái câu chuyện mà tôi định kể cho mọi người nghe á, là xe tôi nó bị hư, nên là tôi phải chạy bán sống bán chết tới đây vậy đó. Đó vậy thôi. Thì tôi kêu ông chạy qua đây lẹ chứ có kêu ông chạy bán mạng qua đây đâu. Thì bà quanh bà hói giật ngược giật xuôi nè. Tôi mà ông chạy lẹ là đâu có yên với bà. Rồi thôi có chuyện gì nói lẹ đi, tôi còn đi giao hàng nữa. Thì cái chuyện đi ba đó. Ừ. Nữa hả? Ừ. Tôi nói rồi mà, mấy ông con trai mấy ông xách kèo đi riêng rồi. Chờ mấy bạn gái nó lâu la trang điểm rồi gì nó nhiều lắm, nó nhiều dữ lắm. Đại khái là vậy. Mà ông Phi, ông có biết cái quán bà đó ở đâu không? Quán bà đó hả? Nghe nói là cái quán xịn dữ lắm. Tôi chỉ biết vậy thôi. Nè, ông có đồng ý giúp cho tụi tôi không cho mấy ổng đi quán bà được không? Ừ. Thôi, tôi bận mấy cái dự án stop của tôi rồi, không giúp được đâu. Một ngày bán đỉnh nhất của ông là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Chi vậy? Thì có gì tôi trả lương cho ông gấp đôi chứ làm chi. Xịn. Bà Oanh xịn. Ông biết ngay mà. Ông nói vậy bộ tôi cũng xịn hả? Bộ tôi cũng xịn hả?
Thì tam nương xịn, tam nương xịn. Tam nương là xịn nhất. Xịn, ok. Rồi bây giờ tôi làm cái gì? Bây giờ ông điều tra thử xem là cái quán bar đó ở đâu là thứ nhất. Thứ hai, ông xem thử bọn con trai đi bằng phương tiện gì. Rồi xong, báo cho tụi tôi biết. Ok không? Ok không? Ok không? Trần Hồng Phi này có thể làm tất cả mọi thứ vì tiền được, nhưng bán đứng anh em, Trần Hồng Phi này không bao giờ làm. Xin lỗi mấy bạn nha. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng mà gấp 3 thì sao? Gấp 3 đó. Gấp 3 đó. Thật ra thì lương hưởng có thể cưỡng bức lương tâm, cho nên là xin, xin liền. Tôi có thể bắt đầu từ đâu? Xin, 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 xin. Xin, xin liền. Ok không? Sao cái ông Phi ông lâu quá vậy? Giờ này mà chưa tới nữa. Nếu con đùa vậy. Thì ông không tới mình tự làm thôi chứ sao. Trời đâu có được. Không có ông thì làm sao mình thực hiện được cái kế hoạch trừng phạt mấy ông đó được. Nó sẽ mệt bà ghê. Cái kế hoạch không mà làm gì bí hiểm gì vậy. Rồi sao đây? Ôi ba cô gái xinh đẹp. Ba cô gái xinh đẹp tôi tới rồi nè. Hả? Đúng. Đúng là như rùa bò vậy. Giờ này mới tới nữa. Rồi xin lỗi tam nương, xin lỗi tam nương. Xin lỗi, lên 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 lên. Ê, ai cho kêu bằng tam nương? Kêu cái đó nghe sát chủ xấu xấu xa lắm. Đừng kêu đó nữa. Chết cái bà này. Lên 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 lên. Rồi, giờ bây giờ vô kế hoạch đi chứ không là người ta ra là mình phèo đó. Mà ông có đem theo hết mấy cái vũ khí mà tôi dặn ông chưa? Trời ơi, làm sao mà tôi quên được? Đây nè. Bây giờ nghe tôi giao nhiệm vụ nè. Cả ba người sẽ khóa hết tất cả các cửa này lại. Tốt nhất là sẽ bỏ luôn chìa khóa. Trời ơi, làm vậy có ác quá không? Có gì đâu mà ác. Tại mấy ổng đối xử với mình như vậy, cho nên mình đối xử lại thì có sao đâu. Ơi, nhưng mà lỡ nếu có cháy nhà rồi sao? Ừ đúng rồi đó. Nếu lỡ mà có cháy hả, thì do là mấy ổng ác quá nên là tới số thôi. Wow, sao bà đẹp mà khẩu nghiệp quá vậy? Mấy ông này, tại tôi nói vậy thôi. Chứ mà có cháy thì có tụi mình ở đây mà. Có gì mình vô mình cứu. Thôi thôi bây giờ tập trung lại đi. Tôi sẽ giao nhiệm vụ cho mỗi người. Bà Hồng, bà thông minh, tinh mắt, nhanh nhẹn, cho nên bà sẽ ra cửa trước, khóa lại. Nhớ là giục chìa khóa nghe không? Ok. Đấy, chịu quá, đấy chịu quá. Quên. Còn bà Nhung, bà Nhung. Gì? Còn bà. Bà nhỏ con sẽ lạng lách rất là nhanh, cho nên bà luôn lách đi ra cửa sau, khóa lại cho tôi nha. Nhớ nha. Đi nha. Còn tôi, tới tôi. Ông hả? Nhiệm vụ của ông rất là đơn giản. Chỉ cần ông leo lên lầu 1, ông khóa lại cửa trước. Xong sau đó ông leo lên trên nóc nhà, ông lòn xuống dưới, ông khóa luôn cái cửa sổ lại cho tôi. Sao? Thấy sao? Thì nó cũng khá là đơn giản đúng không? Nhưng mà nó bị cứng cái bụng. Cái gì? Cái bụng cứng. Cứng cái gì mà cứng? Giờ của mình ăn tôi với ông. Không lẽ ông bắt tôi leo lên trên đó? Rồi thôi để tôi làm cho. Đúng rồi. Giờ bà làm gì? Dĩ nhiên là tôi sẽ làm một nhiệm vụ cao cả nhất ở đây. Tôi sẽ làm xì hết tất cả các bánh xe của mấy ông. Wow, bà đúng là cảm tử quân. Đáng kính, đáng kính. Tôi đi đây. Ok hết rồi. Hồi nãy tôi đã khóa cửa cẩn thận, sau đó tôi đã giục cái chìa khóa ngoài bãi cỏ luôn. Xong luôn rồi. Tôi đố mấy ông chơi vô ra được khỏi nhà. Ủa? Mà ông Phi đâu? Lại cái thằng cha hành phi này nữa. Chết. Có khi nào ông chơi xấu tụi mình. Ông vô trong đó, xong ông nhập hội với cái đám dơ đó. Ông bán lớn tụi mình luôn.
Cái gì đây? Bà ba, xong rồi, tôi xong rồi. Rồi, bây giờ là nhiệm vụ thành công. Quăng hết chìa khóa rồi đúng không? Rồi, quăng rồi. Quăng kỹ rồi. Chụp hết rồi, chắc chắn không? Tôi quăng cái chìa khóa nhà chung với cái chìa khóa xe ở chợ này. Một phút. Ây, một phút luôn lên. Đừng nói quá. Mấy đứa ơi, xong chưa? Đi nha. Dạ. Đi thôi. Sao vậy? Tôi sao? Thì ông nói ông chèo giỏi mà, chèo đi. Tôi heo chứ tôi phải tôi khỉ đâu, bắt tôi chèo hoài vậy. Chèo đi, nhanh lên, chạy ra. Nhanh lên. Anh Toàn. Oanh đâu? Anh có thông báo cho Oanh biết là Oanh phải tới đây giờ này không? Hả? Có, tôi có báo rồi. Nhưng mà gọi nãy giờ không có bắt máy. Không biết cô chủ giờ đang ở đâu nữa. Em coi thường lắm rồi đó Oanh à. Trời ơi, bảo vệ cô chủ kiểu này chắc chết gì đứng tim quá. Bao nhiêu trò không chơi mà cứ chơi cái trò mất tích. Chắc sớm muộn gì cũng về chơi với tía má. Sợ ổng, còn tôi thì không. Cậu Tài ơi, chết rồi, cô chủ đi mất tiêu rồi. Quên. Thầy gọi tôi ra. Nếu cần mình lực tung cả cái Sài Gòn này thì cũng phải tìm được đứa con nhỏ về nhà cho ta. Được, tôi sẽ về nhà. Nhưng tôi sẽ không đến trường nữa. Vì tôi không muốn gặp con người này. Quên.